metal sử dụng nhịp 3-4. Đây là một cái nhịp mà các bạn xem trong âm nhạc rock nó khá là ít. Cái nhịp phổ biến nhất trong nhạc rock như metal đó là nhịp 4-4 hoặc là 2-4. Thì một số cái ban nhạc khác cũng đưa vô những cái nhịp lạ, thì thường là progressive metal, progressive rock, thì họ có nhiều cái nhịp phức tạp, trong đó nhịp 7-8 rồi tùm lum cả. Nhưng mà cái 3-4 thì các bạn nhìn tổng thể thì nó rất là ít. Thì hôm nay mình giới thiệu các bạn một cái câu riff của ban nhạc Death Metal, cũng tên là Death ha. Bài này gọi là Symbolic. Bài này thì nó nghe nó rất là nặng, bởi vì cái cây đàn này mình hạ dây xuống một cung, bản gốc cũng hạ một cung, gọi là detuning nha các bạn. Detuning, toàn bộ cái dây hạ xuống một cung hết. Thường mi thứ các bạn thấy nó là trong âm dài nó có pha thang, nhưng ở đây họ đánh pha để nghe nó u tối hơn. Và câu riff của chúng ta cũng khá là đơn giản. Nhịp 3-4 thì các bạn đánh đầu tiên nó như sau. Các bạn đánh ngay hợp âm E5 ha. Thì các bạn đánh 3 dây đầu. Sau đó các bạn palm mút cái dây số 6 hai lần. Sau đó các bạn đánh vô ngay nốt pha, tức là ngăn 8 của dây 5. Câu đầu nha. Sau đó tương tự, nhưng các bạn đánh nó khác một cái nốt móc đơn, thêm vô một nốt móc đơn, tức là các bạn chặt cái dây mi này 3 lần ha. Lúc đầu chúng ta tặc 2 lần, sau này chúng ta chặt 3 lần. Câu thứ hai như sau. Các bạn thấy khác không? Không, các bạn chặt dây buông 3 lần, còn câu đầu chúng ta chặt 2 lần thôi. Nghe kỹ là hai câu mình đánh chậm nha các bạn. Thấy chưa? Câu thứ ba các bạn lặp lại dàn câu đầu. Thì cái khúc đầu nó mình lặp lại như sau. Và sau đó là cái câu chuyện chúng ta đánh về thì các bạn đánh giống như là son, sau đó qua son 5 qua pha 5 vậy đó. Chúng ta có ngăn 3 son à. Sau đó ngăn 5 re, sau đó bạn quay lại ngăn 3, sau đó bạn slide xuống ngăn 1 là nốt pha, ngăn 3 nốt đô, quay lại nốt pha. Đó là hết cái câu đó. Thì chúng ta đánh cái lại nha. Và các bạn quay lại cái câu đầu. Mình đánh chậm từ đầu nha các bạn. Câu nó nhịp 3-4, cho nên các bạn nhịp các bạn nghe nó hơi thiếu thiếu một tí, nhưng mà mình nghe cũng rất là đã ha. Cái câu này nói chung là các bạn nếu đánh ở cái dây standard tuning bình thường thì các bạn nghe nó cũng đã rồi, nhưng mà cái này các bạn hạ dây xuống thì bạn nghe nó sẽ nặng hơn. Mình đánh câu này tốc độ nhanh hơn nha các bạn. Câu riff này cũng sẽ giúp ích cho các bạn trong việc luyện tập cái nhịp lẻ, cũng như là biết thêm một câu rock metal nghe rất là chất của ban nhạc Death. Và linh hồn của ban nhạc Death là tay guitarist kim luôn ca sĩ và kim luôn nhà soạn nhạc chính của Death là Chuck Steiner. Vì bệnh liên quan tới não cho nên anh qua đời cũng rất là trẻ, và cũng là một tượng đài của nhạc rock metal. Các bạn có thể nghiên cứu thử bài nhạc này nếu các bạn yêu thích thể loại metal nhé.
Cây đàn mình đang sử dụng là cây Fanfret phím xéo Amigo. Hiện tại shop mình còn một cây màu đen cũng rất là chất, các bạn có thể xem tại hình ở đây, vị giác cũng rất là tốt. Và cây này thì nó có nhiều cái ưu điểm để cho các bạn khi hạ dây cũng đảm bảo cái tone của cái dây của bạn vẫn rất là chắc, nghe rất là đã ha. Đặc biệt nó cần liền nha các bạn, cần liền thì nó cho cái sustain cũng rất là đã ha. Hao que mọi thứ rất là đẹp nha các bạn, cần liền đây ha. Fretboard nó là Makassar Ebony rất là đẹp, các bạn thấy nó có hoa văn ở trên này đen và cái đỏ bên trong tự nhiên. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Hãy nhớ ủng hộ Amigo Guitar Shop, Tăng Khoa và Guitar for Freedom nhé.